Hello, chào cả nhà. Lại mang nè, rổ nè, thau nè, đi ra thu hoạch cả nhà ơi. Trời mưa lùn phùn nhưng mà chị chủ chỉ giao nhiệm vụ mình đi ra mình hái giùm cho chị mấy trái. Đây là đi tìm bí ngòi nha cả nhà ơi. Trái này ok nè, hái cho chị mang vô ha. Có trái bên kia bự dữ lắm luôn á. Đi lấy cái rổ kìa rồi. Kiếm cái rổ đen đen mới bỏ được bí ngòi vô. Nè, bí ngòi bự rồi nè. Wow, nhiệm vụ này là Nhung Hà thiệt là yêu thích luôn rồi nha. Bên kia có trái bí ngòi bự lắm, lát nữa qua bển hái. Còn này trái này thụ phấn nè. Ồ, nó không có phấn để thụ rồi, không có phấn rồi nhà ơi, lạnh quá rồi. Không thấy tội nghiệp bên cây này quá. Hai em nè. Dưa nhà ơi, dưa. Dưa lưới Pháp được ba em. Nó còn nhưng xanh quá. Ba em này ok. Có em này đang còn cứng. Ba em này ok la nha. Ở đây có trái đây nè, cần phải hái để nó già. Được ba em biết ngồi cho. Con gì đây vậy? Không tưởng chị xà lốt chứ không phải nha. Đây nè, ui rồi ui, siêu to khổng lồ luôn má ơi. Chà, vá lửa chưa nhà ơi, đã chưa? Quá mê luôn. Đây đây đây, có trái nữa nè. Họ siêu to khổng lồ thêm em nữa ha. Ui, nặng quá. Hai em. Rồi đó. Đấy, em màu đỏ. Ý lộn màu vàng. Đây. Ôi, đi qua thu hoạch mới vừa hấu tí hon nè ơi. Trái gì xung xê quá trời trong đây nè. Chuẩn bị lạnh, cái tay mình tê luôn á nhở. Tê luôn. Nhiều trái lắm. Trời ơi, trái chi chích luôn á. Nhà mình thì nó vàng hết trơn, ở trên đây vẫn còn trái luôn rồi. Giỏi ghê luôn á. Nhà mình ở gần núi, còn chị Jen ở xa núi, nên thành ra là chỉ trồng cây nó vẫn không có lạnh bằng trên mình. Mình gần núi lạnh hơn. Trái đã ghê luôn á, nhiều trái vậy lắm mà. Hôm nay chắc hái mỗi thương ít thôi, xong rồi còn đi về nữa cả nhà. Đói bụng rồi. Giờ này lúc nào giờ trưa trong Hà làm xong mới rảnh mới đi hái. Hôm nay thì mấy chị em quét vẹt ni đó. Quét quá trời cửa tùm lum hết trơn. Gần xong rồi, mình thích làm vườn hơn là quét cái đó. Tại vì là chị Jen chỉ nhận nhiệm vụ là trông coi cái người mà quét vẹt ni đó đó, nên là chị em mình phụ. Chứ bình thường nhiệm vụ chị em mình chỉ làm vườn chứ nấu nướng này nọ thôi, chứ sơn quét giống vậy thì không phải nhiệm vụ của chị em mình. Trời ơi, trái bự ghê luôn á. Trái đã ghê không cả nhà, nhiều lắm. Ngày mai mình rảnh mình hái cả rổ luôn cả nhà xem. Hôm nay Nhung Hà phải đi bác sĩ khám tổng quát nên là hái thương ít rồi đi về để trễ giờ. 2 giờ Nhung Hà đi khám rồi. Trái quá chừng trái mẹ dưa hấu tí hôm á, trên chị chủ trái đẹp ghê không người nhậu, trái y như trái thừa dưa hấu mà thu nhỏ vậy, cưng gì đâu luôn á. Hôm nay chắc hái được nhiêu đây rồi, cái hôm khác mình rảnh mình hái tiếp ở nhà. Đi xong rồi đi bẻ cái trời mưa dâu tây nó hay bị hư lắm nha, nên hái được em nào hái nha.
Nguyên này dễ thương quá à, tròn tròn ủng à, mini à nha. Chưa được chín lắm. Lạnh rồi nên trái dâu tây nó không được chín đỏ nha. Bình thường nó trái dâu này nó chín đỏ mau lắm. Hôm nay trời lạnh nè, nó sượng sượng, nó chín đỏ mà nó hơi sượng sượng. Ủa, có trái này đẹp này. Wow, em này cũng ok hả? Đó, cái trái này thì nè, con nhìn ăn uống ghê chưa. Thơm quá. Rồi, được vài em dâu tây như này nhà ơi, được một tô dâu tây. Rồi nãy giờ là cũng thu hoạch được một mớ kha khá rồi ha. Rồi bây giờ đi kiếm mà bông bông cải xanh cho chị chủ một cái nữa nè. Trời mưa đó nha, ướt này. Ba hộp bông cải. Wow, chỗ này quá trời bông cải luôn. Bẻ đá tay luôn nè cả nhà ơi. Cứ càng bẻ lẫn càng ra. Cho nguyên thau này luôn nè nhà ơi. Này sao nè ha. Ăn lẩu nè ha. Mà thường mình thích xào tỏi cái này chứ ăn lẩu nhất. Nấu canh chua bỏ vô tuyệt vời luôn. Lát nó vàng vàng xinh chữ sao. Bẻ trước đi lát nữa nhặt mấy cái vàng ra. Ôi cái cây này nhiều dữ hả, quá trời luôn. Ghê không? Wow. Bẻ mấy cái mục xanh này đã gì đâu, giống như bẻ măng tây vậy. Cảm giác giống vậy đó.
thích cái tay gì đâu luôn. Bông ở đây nè, ui, nhiều dữ dằn chưa, đã ghê. Tự nhiên thèm bẻ mấy bông này mà nghĩ tới về được xào ăn thèm. Lát là xin mấy bông vàng về ăn. Cái cụm trong đây quá trời luôn. Kiếm vậy nè, nhưng mà hồi đó mang bao tay kỹ kia, không thôi không mang cái bao tay vô lại lúa nó cắt đứt tay luôn à, cái lúa nó sắc dữ lắm. Mình đi à, hái nó cầm lưng luôn á, được một bó. Còn em trai mình á, nó không có, gọi là không có kiên trì để đi mót giống từng cọng giống như mình. Nó là nó đi tìm lúa mà người ta bỏ sót á cả nhà, người ta bó lại xong rồi sót á, nó cứ đi lùng săn lùng như vậy á. Ôi trời, có bữa nó tìm được mười mấy bó, trời ơi. Mình cứ cần cù mình được có một bó một nhỏ xíu, còn nó thì thôi nó cứ đi lùng người ta bỏ sót á, trời ơi. Nhờ nó không mà được lúa nhiều á nha, em trai mình á, hồi nó khôn dữ lắm. Nhớ em mình ghê ta. Trời, nhỏ nhỏ quá trời luôn. Cái này xào tuyệt vời không mặt trời luôn á. Đã chưa? Úi cái chùm này bự nha. Nó cả nó lên cả hạt giống luôn kìa. Nhưng mà đâu có kịp đâu cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái bụng mình nó sôi không? Công nhận cái cây này nó thích lạnh nha. Mọi cây là vàng khè hết rồi. Có mỗi cây này, cây keo mấy anh kia kìa. Đó cả nhà thấy bên kia không? Vàng hết trơn rồi đó. Mỗi cây keo kìa. Trời ơi, nó tốt. Nên nó sành tốt quá trời. Đã về luôn á. Ngon quá. Wow, cái nút đây quá thì ngon luôn nè. Đây nó nè cả nhà. Đầy tay nữa rồi. Một thau đầy luôn cả nhà. Đây nè. Đó, mê chưa? Nguyên cả thau luôn. Quá đã. Đi vô đây hái mấy em cà chua nè cả nhà. Cà chua nè, quá chừng nó chín rồi. Chín hôm mười hôm nay. Hái vô luôn. Lạnh, lạnh cái cà chua nó cũng lạnh dễ sợ luôn. Con này cà chung này. Đã ghê không? Chắc phải chùm lại cà chua, bữa hôm trùm lại rồi cái nắng ấm lại gỡ ra. Giờ nó lại lạnh tiếp. Chắc phải chùm lại thôi, nó hư hết em cà chua. Chùm còn quá trời cà chua, chín cà chùm luôn. Uổng. Nó cà chua, cây cà cha, lộn, cây cà chua cũng cao bằng nhung hạ nha. Mà trái mê lắm, công nhận cái cà chua nho là trái ghiền. Trái quá trời, chùm chùm. Đây nè, chùm dài. Bữa hôm mình xin mấy trái về làm giống rồi. Hy vọng sang năm. Ồ, để xin mấy trái đậu mét đây nữa.
sang năm về trồng đỡ tốn tiền mua hạt giống, tại nó già đó, đậu leo. Này con đó nè, uổng ghê ta, không có kịp chín à, còn nhiều cả chùm vậy mà. Đó, bữa hôm trùm này nguyên một bãi luôn. Đây nữa cả nhà, mê chưa? Này nè, nhà ơi, lượn một vòng mình hái được nhiêu đây giùm cho chị chủ cả nhà. Rồi xin mấy cái trái đậu mấy anh kia Nhung Hà về làm giống đó. Thôi video Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nhé. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà chứ nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Sương mù vẫn còn rất là dày đặc luôn. Thôi đi về cả nhà ơi, lạnh quá.